Hello tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Cúp Bắc Giang chuyên động cơ xe máy. Nay trân trọng giới thiệu với anh em là mấy cái dòng lắp cho xe cúp với anh em nhé, cúp Charlie nhé. Thì vẫn là em là Cúp Bắc Giang chuyên động cơ xe máy. Anh em vừa xem kênh, anh em vừa đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Anh em cho nút like sau video là hay, anh em có thể xem qua. Hôm nay giới thiệu cho anh em ba cái mẫu con máy về lắp cho cúp nhé. Đấy, anh em ưng được thì anh em mua được thì alo trực tiếp cho em hai số điện thoại kia. 0364011683, anh em mua chưa mua anh em kết bạn Zalo. Đấy, còn lưu ý một chút nữa thì anh em cứ đăng ký kênh. Đấy thì đây đầu tiên em giới thiệu anh em là con cúp 82. Đề trên hơi 125. Về thay cho tất cả các dòng xe Honda anh em nhé. Đấy, con này thì lắp vào nó vừa đẹp luôn, thì nó sẽ có theo cần đạp, phần số, chế hòa khí và mang cá anh em nhé. Đấy. Con này rất chi là đẹp. Đấy. Sơn zin cả máy máy lắp ráp nhập khẩu tại Đài Loan anh em nhé. Đấy, hàng nhập khẩu. Đấy, thì một lồi cái cô đài trên nhá anh em nhá. Đấy. Máy rất chỉ đẹp và sắc nét. Đấy. Nó giống hệt con cúp của anh em đang đi thôi. Đấy. Anh em có nhu cầu mua thì alo cho em. Hơi của nó là hơi 125 anh em nhá. Đấy, con này giá bán thì các bác cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại của Zalo nhá. Đấy. Đây. Thì em giới thiệu một con thứ hai nữa là con lắp cho con Charlie đề gầm anh em nhá. Con máy đẹp luôn. Đấy, anh em lắp cho Charlie, Cúp Queen, nói chung là tất tần tật các loại dòng mà anh em lắp được hết nhá. Đây. Đề gầm. Đấy, máy đẹp luôn. Thì nó vẫn theo cờ đạp, phần số và chế hòa khí. Nếu ở trong miền Nam gọi là bình xăng con anh em nhá. Đấy, bình xăng con. Máy đề gầm, đề nhẹ cái lỗ, máy chạy tua đường dài luôn anh em nhé. Máy rất chi là chất lượng cao. Để sản xuất ra con máy thay thế này thì các bác biết là cả một nhà máy lớn để hoạt động, nên là cái chất lượng nó đặt lên hàng đầu. Nên là anh em chơi, anh em mua thì anh em yên tâm chất lượng đi. Máy bao im bao không rung hú cho anh em. Đấy, còn có đầu nhỏ nhưng mà tay biên lớn nhé, hơi lơ, quả hơi lớn luôn anh em nhé. Rồi, giới thiệu anh em một con Super Cup anh em nhé. Thì bên em có hai loại như này thì nó cũng giữa hệt nhau thôi, hệt nhau anh em nhé. Đấy, con này cúp thì anh em yêu quý, còn xe của mình anh em muốn tháo máy anh em cất đi được. Đấy, thì anh em lắp con máy vào. Thì bên em có hai dòng, thì là con cúp đề con này không đề anh em nhé. Thì là về anh em thay cái lốc Honda này. Đấy, cái này bằng rồi, anh em về thay cái lốc Honda cái là ok thôi, vào cái thành Honda luôn. Đấy, chứ còn cái này thì anh em đừng có hỏi số khung nhá, số máy làm gì cả. Về anh em tự lắp. Đấy, về anh em cái này nó đóng số sẵn rồi, về anh em tự lắp ráp thôi, chứ còn về thay như nào thì bên em cũng không ấy được, thì về anh em tự làm nhá. Đấy, thì đấy con này thì có hơi 70, hơi 125. Đấy, anh em về thích chạy tít được, mà anh em nào có tuổi rồi thì các bác có tuổi rồi thì các bác có thể là mua con hơi 70 thôi. Đấy. Còn hơi 50 bên em không có nhá. Hơi 70 thôi. Đấy, anh em xem thì anh em xem chi tiết đây này. Đấy, sau vào anh em điện trực tiếp Zalo anh em hỏi cái là ok thôi. Đấy. Rồi, em cũng kết thúc video tại đây. Đấy, thì em nay giới thiệu ba con máy thôi. Đấy, anh em được thì anh em Zalo trực tiếp cho em hai số điện thoại nhá. Rồi, thân ái chào tất cả anh em. Có gì anh em alo trực tiếp cho em nhá.